Xin chào các em. Sau khi học bài ST phần danh pháp thì một số bạn thắc mắc là làm sao mình sẽ đọc danh pháp phần tên của ST tốt được. Các bạn còn gặp khó khăn thì cô sẽ làm video này để giúp em có khả năng đọc tên một cách tốt hơn ha. Thì cái thứ nhất, muốn đọc tên của ST ta phải thuộc được gốc hydrocarbon và tên gốc axit. Thì đầu tiên cô sẽ hướng dẫn các em đọc tên gốc hydrocarbon. Thì bốn cái khung này, đây là những cái gốc hydrocarbon cơ bản mình hay gặp. Ví dụ metin, trong đây tiếp đầu gốc là metin. Thì đơn giản me là 1, cho nên công thức là CH3. Etin thì E là vị trí số 2, số đếm số 2 trong chữ Hy Lạp, cho nên nó là C2H5. Như vậy đơn giản ha. Propin, pro là 3C, cho nên mình sẽ đọc công thức là C3H7. Vậy thì ở đây, ở dưới này nó lại là isopropin. Vậy thì isopropin là cái gì? Nó có giống công thức ở trên không? Thì đương nhiên chắc chắn là không rồi. Isopropin về mặt cơ bản nó vẫn có 3C, nhưng mà ở trên là mặt thẳng. 3C propin là mặt thẳng. Iso là gốc CH3 ở vị trí số 2. Như vậy đây có một cái mạch nhánh ở vị trí này. Thì đây là gốc isopropin. Và sẹt butin, ở đây là bu. Thì các em nhớ bu là 4C, nhưng ở đây có sẹt là vị trí số 2, cho nên CH3 ở vị trí số 2. Sẹt butin. Rồi, tiếp theo phenin thì quá dễ ha, rất là quen thuộc. Nó là C mấy? C6H5. Gốc benzin thì cũng có vòng benzen, bắt nguồn từ C6H5, nhưng ta thêm một gốc nữa, một phần nhỏ nữa là CH2. Gốc metin CH2. Tiếp tục vinin. Một số bạn sẽ thắc mắc là gốc nào gọi là gốc vinin. Thực ra thì chương trình lớp 11 mình cũng có học một chút xíu về cái này, nếu mình để ý kỹ. Vinin có 2C, lớp 11 mình học là vinin clorua thì có 2C và có một liên kết đôi ở giữa CH2. Hơi xấu tí xíu ha. Thì gốc này được gọi là gốc vinin. Rồi, đó là phần gốc hydrocarbon. Bây giờ cô sẽ giới thiệu các em qua phần gốc axit. Sang phần gốc axit. Thì gốc axit em để ý hai bên ha. Bên này là anđehyd formic. Thì bên kia cũng là axit formic. Bên này là axit acetic. Thì bên kia cũng là anđehyd và axit acetic. Có nghĩa là tên giống nhau, chỉ nhóm chất khác nhau. Thì anđehyd formic công thức là HCHO. Như vậy gốc ở đây là gốc CHO. Còn acid formic là HCOOH. Như vậy gốc ở đây, gốc đại diện cho acid là COOH. Anđehyd acetic thì mình gắn thêm cái gì vào đây? Thì mình gắn thêm CH3 vào, tăng thêm một carbon. Như vậy bên này acid acetic cũng tương tự như vậy luôn. Mình chỉ đổi nhóm chức anđehyd thành nhóm chức axit. Rồi, tiếp theo. Anđehyd propionic, propi. Ionic ha, thì axit cũng là axit. Propionic. Thì mình cũng giống vậy luôn.
Rất là đơn giản. Nhóm chức là nhóm chức aldehyde, pro là 3C. Ta giảm mất 1C ở đây thì bên này còn 2C. Tức là C2 và H5. Như vậy cộng lại các em thấy nó là 3C. Tương tự acid propionic thì sẽ là C2H5COOH. Rồi isopropylic thì tương tự giống gốc ở trên, nó có một mạch nhánh ở dưới. Aldehyde benzoic thì giống gốc ở trên C6H5CH2OH, nhưng mà CH2OH chuyển thành CHO, như vậy nó đã đủ 7C. Acid benzoic tương tự. Rồi, aldehyde acrylic. Acrylic là nhóm chức có mà gốc hydrocarbon có nối đôi ha. Đây là aldehyde acrylic. Vậy thì bên này acid acrylic cũng tương tự. Rồi bây giờ để ý ở dưới. Aldehyde meta acrylic. Như vậy nó giống nhau ở chữ acrylic. Vậy thì công thức của nó vẫn có gốc, vẫn có nối đôi và vẫn có nhóm chức aldehyde. Vậy thêm mỗi một khác biệt ở đây là chữ meta. Vậy meta là gì? Mình học bài thì đơn giản me là một. Vậy thì meta sẽ gắn thêm cái gì vô? Gắn thêm một CH3 vào đây. Nếu mà gắn thêm một CH3 vào đây thì hydro này không còn, bởi vì đã đảm bảo hóa trị. Vậy thì tương tự bên này cô có acid meta acrylic cũng vậy luôn. Cũng gắn thêm một CH3 vào, một gốc meta vào. Vậy ta đã xong phần đặt tên danh pháp của những phần cơ bản ha. Bây giờ mình chuyển sang phần tiếp theo là đọc tên của este. Gọi tên este làm sao mình gọi tên được đây? Rồi, đi tiếp xuống phần este gọi tên. Đây. Thì như cô dạy ở trên lớp, este là tên gốc R1. Tên gốc ancol R2 ha, cộng với tên gốc acid R1COOH. Thì công thức este mình hay gặp, công thức tổng quát là gì? R1 CO O R2. Đây là công thức este. Vậy thì mình đọc thế nào? Mình đọc thế nào đây? Thì ở trên là tên gốc R2 trước, rồi tên gốc axit ít đổi thành S. Như vậy R2 đọc trước. R2 đọc trước ha. R1 đọc sau. Có nghĩa là viết sau đọc trước, viết trước đọc sau. Rồi, acid thì ít đổi thành ad. Ví dụ, HCOOH acid formic thì mình đổi thành format. Rồi, CH3COH acid acetic đổi thành acetat. Acid propionic đổi thành propionat. Acid acrylic đổi thành acrylat. Gốc ancol là gốc R2 ha. Như vậy trên là R1, dưới là R2. Vậy thì đọc thế nào? Câu E, CH3COOC2H5. Viết trước đọc sau, viết sau đọc trước. Chú ý ha. Cô có C2H5 là etin. Được chưa?
Gốc phía trước là CH3COH. CH3COH đọc là gì ạ? CH3COH thì đọc là gì đây? Đợi một chút xíu à, nó hơi bị nhảy chữ. Rồi, CH3COH đây. Axit acetic đổi thành acetat C2H5 là gốc etin. Như vậy chỗ này mình sẽ đọc tên của nó là viết trước đọc sau, viết sau đọc trước. Etin acetat ha. St etin acetat. Rồi, mình còn thêm cái gì nữa? Bởi vì đây là tên thường cho nên mình sẽ thêm gì? Mình thêm gì đây? Thêm chữ ST vào. ST etin acetat. Cắt ra cho dễ nhìn thấy. Tương tự, góc này. Rồi, giờ nè, CH2 nối đôi CH. Tên của nó là vinin. Vậy mình sẽ đọc là ST vinin. Rồi, phía trước cũng là CH3COH. Rồi, CH3COH là acetic đổi thành acetat. Như vậy nó tên là acetat. Rồi, phía dưới này, góc này, đếm giùm cô mấy C? 3C. 3C thì là probin. Phía trước 3C là probin ha, như vậy chữ đầu tiên nó phải là ester. Probin. Tiếp. Cái này, góc này góc axit gì đây, mình phải thuộc. HCOH là formic đổi thành format. Vậy là probin format. Được ha. Tiếp. Này có khó không ta? Rồi, ở trên cô đã nói rồi. Ba carbon có nhánh thì đọc là iso. CH3 vị trí số 2 thì là isopropyl. Vậy chữ đầu tiên phải là ester. Isopropyl. Rồi khúc đầu ban đầu. Đây. Nhìn mấy C? 1 2 3. 3C propionic sẽ đổi thành propionate. Ở dưới C6H5. C6H5 là gốc phenin. Như vậy đầu tiên nó phải là ester. Phenin. Rồi, gốc này quá dễ. CH3COH thì là acetat. Tương tự dưới này, gốc này là gốc hơn một CH2. Vậy nó tên là gì? Benzene. Như vậy tên của nó là ester. Benzene. Rồi, gốc axit có một chữ H thôi. Phọc. Phọc mix đổi thành format. Tương tự ở đây, C2H5 là etin. Như vậy nó tên là ester etin. Rồi, axit này có nối đôi. Axit có nối đôi nhìn đi. Axit acrylic đổi thành acrylate. Tương tự dưới đây. Gốc ancol là C2H5. Như vậy nó cũng là ester etin. Rồi, cái này nhìn nè, acrylat thêm một CH3 thì chắc chắn nó thêm, bình thường không có cái gốc ở dưới này á thì nó là acrylat. Bây giờ thêm cái gốc này thì nó là meta acrylat. Như vậy ester etin meta acry
Acrylat. Xong, đó là phần danh pháp. Hy vọng là bạn nào còn thắc mắc về phần này thì vào xem video để hiểu rõ hơn về phần đọc tên. Nếu không biết thì hỏi trực tiếp cô cho chắc ăn ha, cho nắm vững kiến thức. Cảm ơn các em đã theo dõi.